đáng ra cái điểm mua hàng nó đến rồi, nhưng vì mình nói tiếp thì nó đi qua mất. Tức là cái trạng thái mua hàng của khách hàng lên đỉnh này, mình đưa khách hàng lên đỉnh rồi mà mình không chốt thì nó lại đi qua, nó lại đi xuống, và nó lại gì ạ, nó lại tuột mất. Giống như là mình câu cá, con cá nó giật cái cần câu xuống một cái thì mình phải giật lên, con cá nó kéo xuống mình phải giật lên, nhưng mình không giật lên, con cá nó ăn hết mồi, nó nhả cái lưỡi câu ra thì làm sao ạ, thì lúc đấy không giật được nữa. Em là quá trình bán hàng nó rất là rộng, rất là rộng. Không chỉ là chúng ta bán một cái sản phẩm đâu. Có rất nhiều người nghĩ là phải cầm cái sản phẩm đi bán thì mới gọi là bán hàng. Có rất nhiều những hoạt động mà chúng ta tưởng rằng không phải bán hàng nhưng vẫn là bán hàng. Ví dụ như là chúng ta đi làm thuê. Một số anh chị em đi làm thuê thì anh chị em chúng ta đang bán cái gì ạ? Nếu mà chúng ta đi làm thuê thì chúng ta bán cái gì thưa anh chị em? Bán cái gì ạ? Tại sao người ta lại trả tiền thuê mình, và tại sao người ta lại trả tiền thuê thằng khác cao hơn mình? Bán gì ạ? À đúng rồi, bán cái công sức của mình, cái sức khỏe của mình, cái sức của mình bỏ ra, đúng không ạ? Rồi bán gì ạ? Bán cái thời gian của mình cho ông chủ, đúng không ạ? Đúng rồi, rất chính xác, bán sức lao động, bán thời gian, bán gì ạ? Bán cái trí tuệ của mình. Mình đi học đại học thì mình xin cái việc nó được lương cao hơn và dễ xin hơn so với cả cái người mà không học đại học. Mình đi học các khóa học phát triển bản thân, rồi các cái khóa học về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nó giúp cho mình có giá trị hơn, bởi vì sao ạ? Lúc đó thì mình sẽ, cái món hàng của mình ấy, nó có giá trị hơn trong mắt của những cái người tuyển dụng, và từ đó mình sẽ bán được cái giá cao hơn, đúng không ạ? Đi làm thuê mình cũng phải bán. Bán làm sao cho nó khéo léo để mình kiếm được cái gì ạ? Cái mức lương cao hơn so với thằng khác. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đó. Vì vậy là gì ạ? Là đi làm thuê thì cũng là đang bán anh chị em nhé. Thế thì chúng ta có cần học cách để làm sao mà bán được thời gian, sức khỏe và trí tuệ của mình với giá cao không anh chị em? Đấy. Đúng không ạ? Mình cũng phải bán cái gì ạ? Thời gian, giá trị của mình với giá cao chứ, đúng không? Đấy là với trường hợp anh chị em làm thuê. Một số người thì chúng ta bán hàng offline, một số người thì bán hàng online. Nhưng hầu hết nó đều có một cái công thức chung. Kể cả anh chị em đi làm thuê hay bán sản phẩm, hay bán những cái dịch vụ, hay thậm chí là chúng ta chỉ bán những cái thông tin thôi thì cũng là bán hàng, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta chỉ cần chia sẻ một cái thông tin thôi cũng là bán. Đôi khi những cái phần mà bán ấy là, tức là mình bán với giá không đồng thì cũng là bán. Bán với giá miễn phí cũng là bán. Cho nên chúng ta phải biết cách làm sao bán cho nó tốt, bán cho nó hay, bán cho nó gì ạ? Nó được hấp dẫn. Ok không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái công thức để bán mọi thứ, để bán hàng cho mọi người, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ và mọi người đều có thể áp dụng công thức này. Tuy nhiên với mỗi một cái trường hợp, mỗi một thị trường, với mỗi một khách hàng, với mỗi một sản phẩm thì nó có thể nó sẽ có những cái biến hóa khác nhau. Đấy, nó có thể thêm, có thể bớt một chút, và chúng ta sẽ có cái gọi là sự linh động ở trong cái quy trình này. Và bây giờ chúng ta, bao nhiêu anh chị em chúng ta đã sẵn sàng cùng Huy để đi vào cái chương trình ngày hôm nay thì vui lòng comment sẵn sàng, đúng không ạ? Ok, rất tuyệt vời. Rồi, cái chủ đề này, cái hôm trước thì Huy cũng có hỏi một số anh chị em, thì Huy thấy đa phần là anh chị em không biết, đến 90% là anh chị em không biết. Cho nên là ngay lập tức tuần sau là Huy phải đưa nó vào trong chương trình để mà chia sẻ luôn. Thì để mà chúng ta bán hàng thành công thì cái quy trình bán hàng nó như sau. Cái bước một, bước đầu tiên để mà chúng ta bán hàng đó là chúng ta phải lập một danh sách khách hàng. Bước một, lập danh sách khách hàng. Tại sao bước này lại quan trọng? Bởi vì nếu chúng ta không biết
cái thị trường của chúng ta ở đâu, không biết khách hàng chúng ta ở đâu, thì chúng ta sẽ rất khó trong cái việc mà bán hàng. Cái danh sách khách hàng này, nếu như mà những cái cửa hàng bán hàng offline, thì trước đây các cửa hàng bán hàng offline ấy, thì chúng ta cứ mở cửa ra, sau đó là chờ khách đến. Nhưng bây giờ nếu như mà các cửa hàng offline mà cứ ngồi chờ khách đến như vậy ấy, thì cái hiệu quả nó không cao. Tại sao ạ? Bởi vì thứ nhất đó là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Thứ hai đó là khách hàng bây giờ họ lười hơn, họ thích mua hàng online, gẩy gẩy cái điện thoại vài cái nó họ có thể mua được rồi. Cho nên bây giờ kể cả online hay offline thì chúng ta cũng phải gì ạ, mang cái sản phẩm hay là cái gì ạ, cái thông tin đến cho khách hàng, tức là chúng ta cần phải chủ động đi tìm kiếm khách hàng. Như vậy chúng ta phải xác định được tập khách hàng của chúng ta là ai, đối tượng khách hàng chúng ta là ai, chân dung khách hàng của chúng ta là ai, đúng không ạ? Chúng ta phác thảo ra sơ bộ những cái đặc tính cơ bản của khách hàng của mình. Ví dụ như là chị Nguyễn Nguyên chẳng hạn, chị có nhà thuốc, thì những khách hàng của chị thường là những người làm sao ạ? À, có nhu cầu mua thuốc. Thì thường những người mua thuốc là những người có những cái bệnh hoặc nhức đầu, sổ mũi, ốm đau, bệnh nặng, bệnh nhẹ. Đấy là đặc điểm chung đầu tiên. Cái thứ hai, những người mua thuốc là những người sinh sống xung quanh khu vực đó. Ít khi người nào mà nhức đầu cảm cúm mà họ đi khoảng độ 20 km để chỉ mua mấy viên thuốc cảm, đúng không ạ? Trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là khách quen, mua quen quá rồi, đã thành người thân người nhà rồi đấy, thì không nói. Nhưng đa số là người ta gì ạ, à, tiện đến đấy thì mua thôi đấy. Bởi vì các nhà thuốc thì họ cũng chẳng sản xuất được, họ cũng bán thuốc của các cái nhà sản xuất thôi, đúng không ạ? Đó. Cho nên làm thế nào để cho cái khách hàng ở khu vực đó họ gì ạ, họ biết đến mình. Nếu như mà mình là cái nhà thuốc mới ấy, thì mình phải tìm cách để mà gì ạ, để mà quảng cáo đến từng cái căn hộ, từng cái nhà ở cái khu vực đó. Có thể là sử dụng, nếu như mà offline ấy, thời điểm này ấy, thì chúng ta sử dụng 2-3 cách. Ví dụ như là mình phát tờ rơi đến tận nhà, hoặc là mình sẽ cắm cái địa chỉ trên Google Maps ấy. Google Maps đang là một trong cái cách để mà mình bán hàng offline. Anh chị em nào bán hàng offline mà không sử dụng Google Maps là rất là thiếu sót nhé, đúng không ạ? Thì một vài cái chiến lược, một vài cái chiêu thì anh chị em sẽ có được một cái danh sách khách hàng, hoặc là chủ động tìm kiếm được khách hàng. Ngay cả những anh chị em đi làm thuê cũng thế thôi, thì chúng ta cũng có thể lập lên những cái công ty mà chúng ta dự định là sẽ tham gia. Chúng ta phải xác định luôn là cái tài năng của chúng ta phù hợp với công ty nào. Chúng ta phải biết được là chúng ta sẽ phù hợp với ngành nghề nào, với công ty nào, định hướng của công ty ra sao. Chúng ta phải có tiêu chí để lựa chọn công ty. Sau đó chúng ta lên một danh sách những công ty mà nó phù hợp với cả cái năng lực sở thích của mình. Chứ không phải là kiếm đại công ty nào có việc làm là tốt rồi. Thì những cái người như vậy thường ấy là bán với giá thấp, không bán được giá cao đâu. Muốn bán giá cao là mình cũng phải xác định rõ ràng, đúng không ạ? Xem là công ty nào thì phù hợp với mình, và mình thì phù hợp với công ty nào. Ví dụ như là mình không biết ngoại ngữ mà cứ xin vào cái công ty quốc tế nó yêu cầu ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Đức thì rõ ràng là mình thua rồi, đúng không ạ? Mình lại biết tiếng Trung thì mình phải xin vào công ty mà nó tận dụng được cái năng lực tiếng Trung của mình, kiểu kiểu như vậy. Thì mình phải lên một danh sách những cái công ty, đúng không ạ? Bán hàng online cũng như vậy, chúng ta cần phải tìm ra một cái tập khách hàng. Chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái cộng đồng ở trên Facebook, ở trên TikTok, ở trên YouTube, ở trên Instagram, hoặc là các cái nền tảng khác. Hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng ở trong các cái hội nhóm, trong các cái hội nhóm, hoặc là xây dựng fanpage để có thể giúp cho khách hàng, họ tìm kiếm những khách hàng mà họ quan tâm đến cái sản phẩm dịch vụ của mình. Sau đó chúng ta có những cái bài viết để trao giá trị.
những cái bài viết trao giá trị thì chúng ta cũng chính là những cái lúc mà chúng ta đã gì ạ, đã cống hiến cho cộng đồng, giống như là Huy ở đây, đó là gì ạ, là mình cống hiến cho cộng đồng để xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, để xây dựng cái gì ạ, để xây dựng cái tư duy của mình và nhận diện thương hiệu của mình để mọi người biết đến mình, đúng không ạ? Luôn luôn chúng ta phải tìm cách đấy là cho đi trước. Cái tư duy kinh doanh hiện nay ấy, đó là tư duy kinh doanh của những cái người mà theo cái luật nhân quả, tức là gì ạ, mình phải cho đi trước, muốn nhận thì phải cho. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Huy rằng là chúng ta muốn nhận thì chúng ta phải cho trước, chúng ta cho trước thì chúng ta mới nhận được, ok không ạ? Chúng ta cho đi càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận lại càng nhiều. Nếu chúng ta chưa thành công, chúng ta chưa lại nhận được nhiều thì chỉ đơn giản là chúng ta cho chưa đủ mà thôi. À, có nhiều người cho thì mình vừa cho mình vừa đếm. Thì khi nào mình vẫn còn đếm được cái số lần mình cho ấy thì tức là mình vẫn cho chưa đủ. Ví dụ như là bây giờ Huy vẫn còn đếm được là số buổi mà Huy đã từng đào tạo Zoom cả gáy trong vòng 3 năm, không tuần nào, gần như là 95% các tuần Huy đều đào tạo. Có những tuần đào tạo 2 buổi. Thì suy ra là cứ tuần nào cũng đào tạo ít nhất một buổi ở trên Zoom cả gáy, tức là miễn phí vì cộng đồng. Thì trong 3 năm rưỡi, gần 4 năm, anh chị em tưởng tượng là cái con số là bao nhiêu, đúng không ạ? Nó rất là dễ để đếm. Thì khi mà vẫn còn đếm được thì tức là vẫn chưa đủ, tức là Huy vẫn còn phải cống hiến nhiều hơn nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn là Huy sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để cho cộng đồng và cho chính anh chị em chúng ta, để chúng ta có thêm những cái kiến thức cũng như là cái chia sẻ, cũng như là cái góc nhìn. Đôi khi Huy cũng không giỏi bằng anh chị em đâu, trong cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng mà ở đây đó là gì ạ? Là Huy có những cái góc nhìn, Huy có cái sự giác ngộ. Và cái điều đặc biệt đó là Huy là cái người liên tục phát triển. Mình liên tục đọc sách, liên tục học thêm những kiến thức mới để mà bổ sung cho anh chị em. Đó. Thì nếu anh chị em muốn thì comment xuống là tôi muốn hoặc là rất muốn, đúng không ạ? Cảm ơn Quách Nhung. Đấy, thì chúng ta sẽ phải liên tục trao giá trị để xây dựng cái tập khách hàng của mình, đúng không ạ? Một số người thì bán những cái sản phẩm liên quan đến khi mà chúng ta mới bắt đầu ấy, thì chúng ta có thể bán cho những cái người thân, người quen, những cái khách hàng cũ, những cái đối tác. Thì chúng ta lên một cái danh sách, được chưa ạ? Lên một cái danh sách khách hàng. Rồi, sau đó đến bước số 2. Đến bước số 2 đó là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ hẹn bạn. Sẽ hẹn khách hàng. Sẽ hẹn khách hàng. Đó. Thì cái bước này gần như là cái bước quan trọng nhất. Nếu như mà chúng ta hẹn khách hàng mà không thành công thì tất cả các bước về sau là gì ạ? Là vứt đi hết. Không có cơ hội để mà thực hành, không có cơ hội để mà ra quân, không có cơ hội để mà trình bày giải pháp cho khách hàng của chúng ta. Bây giờ ngay cả cái việc mà nộp hồ sơ mà đến cái công ty đấy họ cũng không gọi chúng ta lên để phỏng vấn, thì chúng ta cũng chẳng có cơ hội để mà trình bày cho họ thấy rằng là chúng ta giỏi như thế nào. Nếu mà chúng ta đi làm thuê, nếu mà chúng ta không có một cái cửa hàng để họ đến họ xem, để họ nghiên cứu, để họ trả giá, thì chúng ta chẳng có gì để mà làm cả. Nếu như mà bán hàng online mà chúng ta cũng không khiến cho họ dừng lại để họ đọc cái bài viết của mình, không khiến cho họ có thể là gì ạ, là có thể ngồi để mà trao đổi với chúng ta qua online, thì thực sự là sẽ rất khó để chúng ta làm các cái công việc phía sau. Vì vậy cái việc hẹn bạn là việc rất quan trọng. Và quy trình hẹn bạn thì Huy đã có chia sẻ trước đây cái quy trình hẹn bạn 5 bước rồi. Đây là quy trình hẹn bạn mà Huy học được từ BNI, là tổ chức kết nối kinh doanh toàn cầu. Và trong cái tổ chức kết nối kinh doanh đó thì các cái thành viên của BNI cũng thường xuyên phải mời những cái người bạn đến tham gia cái cuộc họp của mình để liên tục mở rộng cái chapter của mình hay là cái đội nhóm của mình. Thì để mời một người đến họp cùng với các cái chủ doanh nghiệp khác vào lúc sáng sớm là một điều rất khó khăn. Ở đây chúng ta đào tạo Zoom gà gáy lúc mà gì ạ? Lúc buổi sáng sớm.
Mọi người chỉ cần ngồi cầm cái điện thoại ở nhà thôi mà đã khó như vậy rồi. Rất nhiều người đã ngại và không dám dậy vào buổi sáng để học tập rồi. Vậy mà dậy sớm để đi ra khỏi nhà, ăn mặc chỉnh tề, doanh nhân đi đến một cái địa điểm để mà họp cùng với nhau là vô cùng khó khăn. Đó. Vì vậy là Huy đã học được cái cách để mà hẹn bạn. Năm bước hẹn bạn. Huy đã từng chia sẻ năm bước này rồi, bao nhiêu anh chị em biết về năm bước hẹn bạn. Theo tiêu chuẩn của BNI thì chúng ta comment là số 1, nếu mà chưa biết thì comment số 2. Nếu mà chưa biết thì Huy giới thiệu nhanh, bởi vì không đủ thời gian, mới có 2 bước mà đã từ này thời gian rồi sợ không đủ. À, có mỗi MC Quách Nhung là biết. À, bạn Lý Trung. À, Lý Trung gì đấy? Lý Trung Văn à? Ừ, chắc các bạn này là cũng ở BNI đây. Các anh em BNI đây. Ồ, như vậy là hầu hết anh chị em đều không biết 5 bước hẹn bạn làm sao cho hiệu quả, đúng không? Thì 5 bước hẹn bạn nó sẽ như sau, thì nói nhanh thôi nhé. Ok. Thì bước 1 đó là chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta gọi điện thoại, chúng ta nói chuyện, chúng ta mời họ. Call, gọi điện thoại, được nhỉ? Gọi điện thoại để nói chuyện, để mời họ. Đó. Bước số 2. À, ngày xưa thì nó chưa có công nghệ như bây giờ đâu, cho nên là nó dùng SMS. Nhưng bây giờ thì mình có Zalo, mình có chat rồi, thì mình sẽ gửi tin nhắn bằng các cái mạng nền tảng mạng xã hội, đúng không ạ? Nên là bước số 2 là nhắn tin. Bước 1 là mình sẽ hẹn bạn, mời bạn đến gì ạ? Đến tham gia cái cuộc họp của mình, đến tham gia cái chapter của mình. Hoặc nếu như mà chúng ta hẹn khách hàng thì chúng ta cũng nhấc điện thoại để gì ạ? Để gọi điện để mời khách hàng đến để làm việc, hoặc là hẹn ở một địa điểm nào đó, quán cà phê, hoặc mời khách hàng đến văn phòng của mình, hoặc mình đến văn phòng của khách hàng, hoặc hẹn một cuộc họp, hẹn gọi điện để hẹn họ online qua Zalo, qua Zoom như này. Tức là gặp online đấy, hoặc là gặp trực tiếp, thì đều là hẹn bạn, đều hẹn khách hàng hết. Thì đầu tiên là chúng ta gọi điện. Bước số 2, sau khi gọi điện xong, ngay lập tức thì chúng ta sẽ gì ạ? Gửi một tin nhắn để mà gì ạ? Để mà xác định được cái gì ạ? Thời gian, địa điểm. Tức là chúng ta gọi điện và chúng ta đã nói với họ rằng là ngày mai 2 giờ chiều chúng ta sẽ có cuộc gặp. Đấy. Nói chuyện với nhau. Thì ngay sau đó chúng ta gửi một cái tin nhắn cho họ. Đấy là chào bạn, hoặc là chào anh, tôi vừa mới gọi điện cho anh đây, tôi là Huy vừa gọi điện cho anh đây, và chúng ta đã xác định chốt một cái cuộc hẹn, xác nhận một cái cuộc hẹn, đó là vào 2 giờ chiều mai thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái địa điểm này. Sau đó tối cái hôm mà trước khi xảy ra cái cuộc họp ấy, thì chúng ta sẽ nhắn một cái tin nhắn nữa, nó gọi là SMS lần thứ hai. Đó là chúng ta sẽ xác nhận lại là cái lịch làm việc, bởi vì đôi khi ấy, cái người khách hàng ấy là họ không có nhớ cái lịch đâu, họ không có quan tâm, họ không có nhớ đâu. Cho nên là trước cái đêm trước khi mà xảy ra cái cuộc hẹn ấy, là chúng ta gửi một cái tin nhắn nữa. Cái tin nhắn này sẽ là cái tin nhắn vừa là nhắc lịch, nhưng nó là cái tin nhắn mà nhắc nhở, anh chị nhớ ăn mặc doanh nhân, mang theo nhiều name card để kết nối với các cái gì ạ, các cái giám đốc khác, đồng thời là chúng ta hãy đến sớm để giao lưu cùng với cả các giám đốc khác ở đầu giờ. Đó, chúng ta đến sớm trước cái giờ lịch hẹn. Ví dụ như là chúng ta thường họp vào lúc 6:30, 6:45 thì khoảng 6:30 là bạn nên có mặt. Rồi hướng dẫn họ cách để xe, anh chị sẽ để xe ở khu vực này nhé. Sau đó đi bộ qua khu vực này thì sẽ vào được cái hội trường. Thì trước cái hội trường nó sẽ có cái biển như thế này. Đó, thì khi mà mình làm như vậy thì là những người khách hàng họ sẽ cảm thấy rất là gì ạ, rất là yên tâm, và họ cảm thấy mình chu đáo, đúng không anh chị em? Đó, mình phải hướng dẫn cho họ từng bước,
xác định là mặc cái gì, rồi chuẩn bị cái tinh thần như thế nào, rồi chuẩn bị cái gì. Ví dụ anh chị mang theo 200 nghìn để đóng cái tiền hội trường và tiền ăn sáng, ví dụ thế, thì mình nhắc nhở mọi người cái cách để mà họ đến. Nếu mà chúng ta hẹn khách hàng thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta hẹn khách hàng offline đến văn phòng của mình thì mình cũng hướng dẫn họ là đặt gửi xe ở đâu, nếu anh chị đi xe máy thì gửi ở đâu, nếu gửi ô tô gửi ở đâu, chi phí hết bao tiền, ví dụ thế. Hoặc là ăn mặc như nào, hoặc chuẩn bị cái gì, có mang theo tiền hay không, hoặc là cần phải chuẩn bị tinh thần như thế nào. Đấy, ngay cả chúng ta online cũng thế thôi. Ví dụ như là Huy cũng có một cái công việc kinh doanh, và cái công việc kinh doanh thì của Huy thì cũng cần phải bán hàng, cũng cần phải chia sẻ cho khách hàng. Thì Huy thường bán hàng qua online như này. Huy làm việc hầu hết làm việc ngồi ở nhà, và cái công việc kinh doanh của Huy là làm việc online và toàn cầu luôn. Thế thì khi mà Huy cũng phải hẹn bạn để mà trao đổi cái công việc, thì khi mà Huy hẹn bạn trao đổi ấy, thì Huy cũng phải nhắc nhở họ là à cái giờ này thì bạn vào Zoom nhé, nhưng khi vào Zoom bạn nhớ này, nhớ là bật mic, bật cam, tắt mic và tương tác thường xuyên với cả cái người chia sẻ. Đồng thời là gì ạ? Đồng thời là chúng ta nghiêm túc và không làm việc riêng trong suốt cái quá trình. Thêm vào nữa là chúng ta đặt tên theo cái mẫu như này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Tức là mình cũng phải hướng dẫn họ các cái bước. Đó, thì đấy là cái SMS số 2. Và cái SMS số 3 đó là trước cái giờ hẹn, trước cái giờ mà chuẩn bị mà chúng ta gặp nhau ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ nhắn một cái tin nhắn nữa. À, cuộc họp sẽ diễn ra vào 30 phút nữa hoặc vào 1 tiếng nữa. Anh chị em đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc họp chưa? Đấy, được ạ. Sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc họp chưa? Đấy. Thì đấy là cái SMS số 4. Đó, SMS số 4 là đó là gì ạ? Đó là chúng ta nhắn trước khi cái cuộc họp đó diễn ra khoảng độ 1 tiếng thì chúng ta sẽ nhắn luôn. Được chưa ạ? Nhắn để nhắc họ là cuộc họp nó chuẩn bị diễn ra rồi. Tức là cái cuộc gặp mặt cũng chuẩn bị diễn ra rồi. Bạn đã di chuyển chưa? Bạn đã đi chưa? Đường có tắc không? Trời có mưa không? Kiểu kiểu như vậy, tức là mình quan tâm đến họ. Đúng không ạ? Đấy. Và cái SMS cuối cùng hoặc là cái cuộc gọi cuối cùng đấy là ngay sát hoặc ngay ngay trước cái cuộc gặp khoảng 10 phút. Khoảng 10 phút trước cuộc gặp thì mình hỏi họ xem họ đã đến chưa. Nếu một số người họ đến rồi thì thôi, còn nếu họ chưa đến thì chúng ta nhắn ngay trước cái cuộc họp đấy khoảng 10 hoặc 15 phút để nhắc nhở cũng như là để xác nhận xem họ đã đi chưa, họ đã trên đường chưa, họ đã có mặt chưa. Đấy, rồi xác nhận xem họ đã gọi là đến cuộc họp chưa. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có 5 bước như vậy để bám sát. Và nếu như mà anh chị em làm theo đúng 5 bước này thì rất ít khi mà khách hàng mà bỏ bom chúng ta. Có rất nhiều người bảo em hẹn khách rồi nhưng mà đến lúc mà đến giờ khách bảo úi trời anh quên mất, bận mất. Đó, thì kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị khách hàng bỏ bom. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta làm theo các cái bước này thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đó, giảm thiểu cái tình trạng đó. À, thì ví dụ như là trước đây thì Huy hay có sử dụng một cái chiêu như này, đó là hai cái người trong chapter á, hai cái người cùng ở trong BNI hoặc là đồng nghiệp với nhau á, thì mình sẽ đảo cái tập khách hàng cho nhau. Ví dụ như Huy có hai khách, bạn Huy có hai khách thì Huy sẽ gọi điện cho hai khách của bạn Huy. Đấy. Hoặc là bạn Huy sẽ gọi điện cho hai khách của Huy để mà gì ạ? Để mà xác nhận. Ví dụ như là Huy sẽ alo, xin chào anh Đinh Tiến Dũng, em là trợ lý của bạn của chị Quách Nhung. Thì hôm nay em nhận được cái thông tin là anh có hẹn chị Quách Nhung vào 2 giờ chiều mai. Thì anh xác nhận giúp em cái lịch họ được hẹn để em lên lịch cho chị Quách Nhung. Đấy, mình với cả Quách Nhung thì là đồng nghiệp với nhau, ngang hàng với nhau, nhưng mà gì ạ, mình giới thiệu giống như mình là trợ lý của chị ấy. Thì đúng lúc ở cái vai trò ở cái lúc đó thì mình là trợ lý của chị ấy. Đúng không ạ? Đấy, thì tự nhiên là anh Đinh Tiến Dũng thì thấy bảo là ừ, công nhận con này cũng kinh thật, nó có cả trợ lý cơ, chứng tỏ là cũng ác đấy, là đáng để mình gặp, đúng không ạ?
Bởi vì trong cái quá trình hẹn bạn ấy, nó có một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là cái vị thế của mình. Vị thế của mình tức là nếu mà vị thế của mình thấp quá, bảo, anh ơi anh cố gắng anh đến gặp giúp em năn nỉ anh xin anh ấy, thì khi đấy em sao ạ? Thì mà thích thì đến, tiện thì đến, rảnh thì đến, không có việc gì thì đến, còn không thì sao ạ? Không thì thôi. Tức là sao ạ? Khách hàng ở vị thế rất là cao như này, mà mình ở vị thế rất là thấp như này, thì rất khó để mình hẹn gặp. Nhưng mà mình đảo ngược lại, vị thế của mình cao như này, vị thế của khách hàng thấp như này, họ đến gặp mình họ phải khao khát, họ đến gặp mình bởi vì mình đang trao giá trị cho họ, họ đến gặp mình bởi vì họ cần mình, họ đến gặp mình bởi vì mình có giải pháp giúp cho vấn đề của họ. Giống như là họ đến gặp mình bởi vì họ đang có bệnh và mình có giải pháp để chữa bệnh cho họ, kiểu kiểu như vậy. Mình có những cái thuốc đặc thù, những cái thuốc để mà gì ạ, nó đặc biệt mà chỉ có mình có thôi. Mình có cái USP trong kinh doanh. Trong kinh doanh anh chị em biết là có tìm cái gì ạ, cái điểm bán hàng độc đáo đó. Đấy, thì mình có USP mà họ khao khát, họ muốn đến gặp mình. Tức là cái vị thế của mình nó cao hơn. Đó, thì như vậy là cái tỷ lệ mà chốt sale, à tỷ lệ mà hẹn khách sẽ thành công cao hơn. Và tương tự như vậy, cái khách của Huy thì Huy lại chuyển cho anh Nhung ở đây nhá. Đây là anh này là tên là Nguyễn Thiềm này. Anh ấy là sinh năm bao nhiêu đấy, anh ấy đang làm gì, đang ở đâu, anh đang cái nhu cầu như nào, đã nói chuyện với anh như nào rồi thì gọi hộ anh. Thế này có anh Nhung lại gọi điện vào anh Nguyễn Thiềm. Anh Nguyễn Thiềm ơi, em là trợ lý của anh Quang Huy. Thì em xác định ngày mai có cái lịch 2 giờ anh hẹn anh Quang Huy ở địa điểm là ở cà phê góc phố kiểu kiểu vậy. Thì anh xác nhận giúp em để em lên lịch cho anh Quang Huy nhé. Anh Nguyễn Thiềm thì vừa mới nói chuyện với anh Quang Huy xong, tự nhiên có cô trợ lý gọi điện để xác nhận lịch. Nghe thấy cũng ra gì mà này nọ đấy chứ, đúng không ạ? Đấy, thế là gì ạ? Thế là đúng rồi, anh vừa mới xác nhận ngay lúc đó ấy, ngay sau khi mà mình gọi điện cho khách thì mình chuyển cái thông tin này cho cái người trợ lý của mình. Cái người trợ lý gọi là trợ lý ảo ấy. Tức là trợ lý chỉ có gọi là đảo cho nhau ấy. Thì lúc đấy là mình sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ người khách hàng họ ta thì 99% là họ sẽ đồng ý, bởi vì họ vừa đồng ý với anh Quang Huy xong thì lại có cô trợ lý cô gọi điện thì về cơ bản là họ sẽ đồng ý, đúng không ạ? Còn trừ cái trường hợp nào mà ôi chết rồi, anh quên mất là anh vừa đồng ý với anh Quang Huy xong nhưng mà anh lại quên mất là anh có lịch, thì em có thể sắp lịch cho anh vào hôm khác được không? Thế thì làm sao ạ? Thì là mình cũng không bị bỏ bom, đúng không anh chị? Rồi mình cũng biết được hôm khác mình báo lại cho anh Quang Huy ok, vấn đề gì đâu. Nếu mà mình lúc đó anh Quang Huy anh có thể là rảnh được thì là anh ok luôn, không vấn đề gì. Quan trọng nhất đấy là mình không bị bỏ bom, mình cứ chờ khách đến, mà khách không đến thì cuối cùng là mình mất thời gian đó. Khi mà mình làm được cái bước này ấy, thì nó sẽ rất là dễ trong cái việc mà hẹn khách, mà 90% là không bị bỏ bom. Tức là có thể là trong cái quá trình đấy, nó 4 lần mình xác nhận như vậy, trong cái quá trình đấy, một trong các cái quá trình đấy mà gì ạ, mà khách hàng không đến được thì họ cũng báo luôn là tôi không đến được. Thì ít nhất là mình có điều kiện để mình chuẩn bị để mình làm việc khác, chứ mình không cứ ngồi mình chờ như này, cứ ngồi chờ là sao nó không đến nhỉ, sao nó bảo nó đến mà nó không đến nhỉ, cứ thế này, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Đó. Đấy, thì mình sẽ rất là bị động. Ở đây mình sẽ luôn chủ động. Bao nhiêu anh chị em thấy cái mẹo này rất là hay thì comment xuống là hay được không ạ? Ok không ạ? Ok nha. Rồi. Ok, bước số 3. Hôm nay là đi hơi lan man, 8 bước bán hàng mà đi lan man này, hết thời gian lại không đủ thời gian. Thì các bước sau sẽ đi nhanh thôi, gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi anh chị em. Anh chị em nào mà muốn học chuyên sâu thì Huy sẽ có những cái khóa học chuyên sâu để giúp anh chị em đi sâu hơn vào từng bước một, để mà chúng ta có thể có một cái cách làm tốt hơn, đúng không ạ? Rồi, bước số 3. Khi mà chúng ta hẹn gặp thành công và chúng ta gặp khách hàng rồi, thì thông thường ấy, là chúng ta bán hàng cho khách lạ. Chứ khách quen thì chúng ta bán được gọi là 10, 20, 30, thậm chí có người là bán được 100 người khách quen là hết cỡ rồi. Ít người nào mà toàn khách quen là không có khách lạ ấy. Thế thì cái việc của chúng ta, bước số 3 đó là xây dựng mối quan hệ thân tình với khách hàng. Khi mà gặp khách ấy, thì việc đầu tiên chúng ta không phải là gì ạ? Bán hàng. Đúng không ạ? Khi mà gặp khách thì việc đầu tiên không phải bán hàng. Việc đầu tiên đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta giới thiệu bản thân mình. Sau đó là gì ạ?
xong đó là cho khách giới thiệu về họ. Và chúng ta đặt những câu hỏi để tìm hiểu thông tin khách hàng. Trước khi tìm hiểu thông tin khách hàng thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy làm quen, làm thân với họ. Ví dụ như là hỏi họ về những cái yếu tố nó không liên quan. Ví dụ như là về thời tiết, anh chị đi đường có tắc đường không? Thời tiết hôm nay có bị mưa không? Rồi anh chị gửi xe có gặp khó khăn gì không? Đó. Xong anh chị hiện nay đang ở đâu? Ồ, anh chị ở chỗ đấy à? Ngày xưa em cũng ở chỗ đấy đấy. Bây giờ em chuyển sang bên này rồi. Đấy, thì anh chị bây giờ được mấy cháu rồi? Ồ, được 2 đứa. Ôi, em cũng 2 đứa, một trai một gái. Anh chị được một trai một gái hay là như nào? Đấy, thì bảo ồ, anh chị 2 gái à? Ừ, tuyệt vời đấy. Đó, ví dụ thế, đúng không ạ? Sau đó thì mình có thể chia sẻ một số những cái thông tin, những cái sở thích khác, ví dụ như là về thể thao, ví dụ như là về thời sự, đấy, ví dụ như là về kinh tế, ví dụ như là về thị trường, đấy, ví dụ như là những cái thứ mà liên quan xung quanh đó. Hoặc là mình sẽ khen họ ấy, anh chị có mặc cái áo này đẹp thế, em ở trước cũng tìm cái áo này mà không tìm được, ví dụ thế. Đặc biệt những cái chị em mà xinh xắn, xinh gái ấy, hoặc những anh trai mà bóng bẩy ấy, thì những cái người mà rất là thích khen. Những người nào mà họ quan tâm cái ngoại hình của họ ấy, họ rất là thích khen về quần áo, về thời trang, về cái đồng hồ, về cái vòng cổ. Đấy, thì chúng ta chọn những cái nào đấy mà thực sự mà chúng ta thấy nó đẹp, thực sự mà chúng ta thấy nó độc đáo, lạ, xinh xắn, đắt tiền, thì chúng ta tập trung vào đấy chúng ta khen. Khen là chúng ta phải khen cụ thể, đúng không ạ? Khen cụ thể từng thứ một, sau đó là chúng ta gì ạ? Đưa nó thành cái gọi là tổng thể. Khen chê như nào thì Huy cũng có cái mô đun cho anh chị em rồi, đúng không ạ? Đó, thì khen khách hàng cho khách hàng họ sướng lên. Đó. Tức là mình khai thác thông tin. Đó. Thì cái bước số 3 đấy là xây dựng tình thân, thì gọi là làm ấm mối quan hệ đấy, làm ấm mối quan hệ đấy. Đừng tập trung vào việc bán hàng ngay lập tức mà chúng ta xây dựng cái tình thân đã. Và trong cái bước này thì chúng ta hãy tìm cách để kể câu chuyện. Đấy, kể câu chuyện ngắn của mình hoặc của người khác để mà chúng ta xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Cách kể chuyện như nào thì 7 bước kể chuyện như nào thì Huy cũng đã đào tạo rồi, đúng không ạ? Hôm nào anh chị em nếu mà chưa học thì có thể xem lại các cái video mà Huy gửi trên YouTube. Anh chị em search là 7 bước kể chuyện cộng với cả Nguyễn Quang Huy thì sẽ ra cái kênh YouTube của Huy. Cái bước số 4 anh chị em là gì ạ? Là tiếp tục khai thác cái nhu cầu khách hàng. Tức là sau khi mà chúng ta làm ấm mối quan hệ rồi và bắt đầu là khách hàng họ thích mình rồi. Đấy, họ thích mình rồi thì khi đó bắt đầu mình mới gì ạ? Mình mới khai thác cái nhu cầu, tìm hiểu cái nhu cầu khách hàng. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói chuyện điện thoại ấy, thì chúng ta không có nói được hết, chúng ta chưa hiểu hết được khách hàng. Cho nên chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta phải gặp nhau để nói chuyện, nó sẽ dễ hiểu hơn. Và gặp nhau thì online hoặc offline cũng tương tự như vậy. Kể cả là chúng ta đi xin việc thì chúng ta cũng phải làm bước như vậy. Chúng ta phải biết được cái người mà chủ cái doanh nghiệp đó, họ có nhu cầu, họ mong muốn điều gì, họ mong muốn một cái người như thế nào, họ mong muốn một cái sản phẩm hay dịch vụ như thế nào, hoặc là họ gặp cái vấn đề gì trong cái công việc kinh doanh, họ gặp vấn đề gì trong cuộc sống của họ. Ví dụ như là nếu mà chúng ta là người bán thuốc, bán thực phẩm chức năng, thì chúng ta phải hiểu xem họ đang đau ở đâu, họ có vấn đề gì về sức khỏe hay không, để mà mình xác định là cái sản phẩm nào. Mình có cái nhà thuốc thì mình có rất nhiều thuốc, thế thì mình phải biết là khách hàng gặp vấn đề gì thì mình mới bán được cái thuốc phù hợp, chứ không phải là cái thuốc gì mình cũng bán, đúng không? Đấy, thế thì mình có rất nhiều sản phẩm mình có thể đáp ứng được rất nhiều các cái nhu cầu. Thế thì mình phải hiểu được cái nhu cầu khách hàng là gì, nhu cầu chính xác của họ là gì, ngoài cái nhu cầu đấy ra họ còn nhu cầu gì khác không, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mình sẽ hỏi là anh chị có đau ở đâu không, hoặc anh chị có bị bệnh gì không, đấy, hoặc anh chị đã đi khám chưa, hoặc người nhà anh chị có người bệnh gì không, đó, để mình bán thuốc hoặc bán những cái sản phẩm mang tính chất gọi là thực phẩm chức năng. Hoặc là mình nhìn ví dụ mình nhìn da, ôi em thấy da chị như là đợt này nó hơi có mụn, hoặc là nó có đồi mồi, đúng không? Hoặc là nó có nám, đúng không? Đấy. Đấy, chị đã đi chữa ở đâu chưa, hoặc đã có dùng thuốc gì chưa, đấy, đã có dùng cái sản phẩm gì chưa, đấy, anh chị đã bị lâu chưa, bị bao lâu rồi, anh chị có
hay đi ra nắng không, anh chị có phải đi đi bụi nhiều không, có phải ở trong cái môi trường làm việc anh chị có phải tiếp xúc với nhiều ánh nắng, nhiều bụi, nhiều cái chất độc trong không khí không. Đấy, thì khi đó mình bắt đầu sử dụng rất nhiều câu hỏi để mình khai thác cái thông tin, để mình tìm hiểu cái thông tin, và sau khi họ đưa cho mình cái thông tin thì mình sẽ hỏi thêm là còn cái gì nữa không, ngoài cái đấy ra thì anh chị còn đi đâu nữa không, đấy, ngoài cái vấn đề đấy ra anh chị còn vấn đề khác không, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ hỏi nhiều cái câu hỏi để chúng ta khai thác. Và trong mỗi một cái ngành nghề ấy, thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình một bộ cái câu hỏi, một bộ câu hỏi. Ví dụ như trong cái ngành nghề của Huy chẳng hạn, thì Huy có một bộ câu hỏi khoảng 50 cái câu hỏi để hỏi khách hàng, để mà khai thác thông tin khách hàng. Đó, thì mình chuẩn bị trước cái bộ câu hỏi đó, thì khi mà chúng ta gặp khách hàng, chúng ta không bị quên, không bị sót. Đấy, và khi mà chúng ta học thuộc lòng hết cái câu hỏi đấy là chúng ta trở thành cái người gọi là bán hàng đỉnh cao rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng cái người đặt câu hỏi chính là cái người dẫn dắt cuộc chơi, cái người đặt câu hỏi chính là cái người gì ạ? Làm chủ cái cuộc đàm phán, cái người đặt câu hỏi sẽ là cái người làm chủ cái cuộc trò chuyện. Dạ. Cho nên hãy chuẩn bị cho mình một bộ câu hỏi trong cái ngành nghề của mình. Ok không anh chị em? Đấy. Nếu anh chị em nào mà trong cái ngành nghề của Huy mà muốn muốn biết cái bộ câu hỏi đấy thì liên hệ với Huy. Nếu như mà hợp lý thì Huy sẽ cung cấp cho. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo. Bước số 5. Bước số 5 đó là chúng ta trình bày cái sản phẩm hoặc cái giải pháp của mình. Đến bây giờ bước này chúng ta mới bắt đầu bước chân vào cái bước gọi là bán hàng. Sau khi chúng ta tìm hiểu cái thông tin cũng như là nhu cầu khách hàng, vấn đề của khách hàng rồi, đấy, cái mong muốn khách hàng rồi, thì lúc đấy chúng ta mới trình bày cái giải pháp. À, bên em có sản phẩm này có thể giúp đỡ cho anh chị được, bên em có giải pháp này có thể giúp đỡ anh chị được, đúng không? Bên em có một cái cơ hội này có thể giúp đỡ anh chị được, đó. Bên em có cái thông tin này có thể giúp đỡ anh chị được, đó. Và chúng ta đừng tập trung nói về tính năng mà tập trung nói về giải pháp, nói về lợi ích. Như vậy là chúng ta sẽ phải có một cái cột, có một cái cột gọi là cột tính năng, thì chúng ta phải tương ứng với cột tính năng này thì cột bên cạnh nó là cột lợi ích. À, ví dụ như này, vừa rồi Huy vừa mới mua một cái ổ cứng, Huy vừa mua cái ổ cứng này, ổ cứng 10 terabyte nha em ạ. Bởi vì là Huy là người đào tạo rất là nhiều và Huy ghi hình rất là nhiều, cho nên là mình hiện nay mua mấy cái ổ cứng rồi vẫn vẫn thiếu. Mỗi lần mua cái ổ cứng 2T cứ cứ một thời gian nó lại đầy, một thời gian nó lại đầy, thế là mình mua luôn cái ổ cứng 10T này. Thế thì cái ổ cứng 10T này nó có những cái thông số kỹ thuật hay là cái gọi là tính năng nó như sau. Ví dụ ổ cứng này là ổ cứng gọi là Purple, Western Digital, nhưng mà dạng Purple. Nó có mấy dạng, nó là Green, nó là Red, nó là Black, nó là Purple. Thì nó chia theo phân khúc, nó chia theo màu. Thì mỗi một màu thì nó lại đáp ứng các cái nhu cầu khác nhau. Đấy. Rồi nó chia theo dung lượng 10 terabyte, tức là dung lượng lưu trữ. Nó có loại là gì ạ? Từ 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB. Thì đấy là những cái tính năng, đúng không ạ? Cái tốc độ vòng quay nó là 7.200 vòng trên phút. Đấy. Bộ nhớ đệm là 256 MB. Đấy. Rồi một vài cái thông số nữa. Thế thì nếu như mà chúng ta bán hàng ấy, mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái thông số kỹ thuật, tức là về cái tính năng ấy, thì người ta sẽ không quan tâm, mà chúng ta sẽ phải nói về cái lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được. Ví dụ như này, với cái tính năng là 10 terabyte thì dung lượng này anh chị có thể lưu trữ rất nhiều video, anh chị có thể lưu trữ một năm trời video mà anh chị đã từng quay. Đấy, với cái dung lượng này Huy có thể lưu trữ một năm trời các cái
video mà Huy quay hàng ngày. Bởi vì hàng ngày Huy đào tạo gần như ngày nào cũng có một cái chương trình đào tạo, và ngày nào cũng có cái chương trình để ghi hình. Và mỗi một cái file Huy ghi hình như này cộng với cả cái file Huy chỉnh sửa các thứ thì nó loanh quanh, cái file gốc và cái file chỉnh sửa nó loanh quanh, nó rơi vào khoảng độ tầm 6 cho đến 10 GB, 6 đến 10 GB cho mỗi một chương trình đó. Và 10 chương trình là hết 100 GB, 100 chương trình hết 1 TB, 100 cái phần chia sẻ là hết 1 TB. Mà ngày nào Huy cũng có ít nhất là một lần chia sẻ, một lần đào tạo như thế này, thì anh chị em tưởng tượng xem là bao nhiêu ngày thì hết ạ, đúng không ạ? Một năm là mấy trăm đấy, còn chưa kể những cái chương trình khác nữa đó. Thế thì khi đó thì chúng ta có một cái dung lượng như vậy là chúng ta sẽ lưu trữ được rất là lâu, đúng không ạ? Rất là nhiều đấy. Và khỏi là không phải lo về cái việc mà xóa những cái dữ liệu cũ nữa. Dữ liệu bây giờ là yên tâm, mình không cần phải xóa nữa đấy. Những cái tính năng mà lợi ích mà khách hàng nhận được đó là dung lượng lớn, cho nên là không cần phải xóa các cái video cũ. Và gì ạ, tốc độ xử lý, tốc độ vòng quay nhanh, 7200 là tốc độ vòng quay nhanh, thì mình sẽ truy xuất dữ liệu nhanh hơn, và tốc độ làm việc mình sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn đó, kiểu như vậy, đúng không ạ? Rồi là cái loại mà purple này, cái loại mà màu tím này, cái loại màu tím này thì nó gì ạ, nó phù hợp với các cái tính, với các cái nhu cầu là lưu trữ dữ liệu lâu dài. Còn một số cái loại khác thì nó lại cần truy xuất dữ liệu liên tục, ví dụ như là ghi xóa liên tục, ví dụ như là trong các cái ổ cứng của các cái đầu ghi camera ấy, thì nó phải dùng cái loại khác, bởi nó truy xuất dữ liệu liên tục, nó ghi liên tục, nó ghi xong lại đè, ghi xong đè lên liên tục, cho nên là gì ạ, là cái loại đấy thì nó phải dùng cái màu khác. Còn mình thì là chủ yếu là mình lưu trữ dữ liệu thôi, chứ là mình không có ghi liên tục. Mỗi ngày mình làm một lần, mình ghi một lần thôi, chứ không phải là ngày nào mình, không phải là phút nào mình cũng ghi. Tức là cái ổ cứng nó không phải là hoạt động 24/24, mà nó chỉ hoạt động một ngày, nó hoạt động có 1-2 lần thôi. Đó, khi nào mà mình ghi hình thì nó mới hoạt động thôi, còn bình thường gần như là nó không hoạt động đó. Thì mỗi một cái màu sắc thì nó sẽ phù hợp với cả cái nhu cầu, và mình nói về cái nhu cầu của họ, nói về cái lợi ích mà họ nhận được, chứ không nói về cái gì ạ, không nói về cái thông số kỹ thuật hoặc là tính năng. Hoặc là mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật và kèm với cái lợi ích, kèm với cái lợi ích mà họ sẽ nhận được khi mà họ mua cái sản phẩm mà có cái thông số kỹ thuật đó. Họ mua cái sản phẩm mà cái thông số kỹ thuật không giống như vậy thì họ sẽ không có cái lợi ích đấy. Đấy, đúng không ạ? Rồi, bước số 6. Sau khi mà chúng ta trình bày về cái lợi ích, cái tính năng và lợi ích xong, chúng ta trình bày thì đầu tiên là chúng ta trình bày cái lợi ích trước. Sau khi mà khách hàng quan tâm thì chúng ta trình bày tính năng, hoặc là chúng ta trình bày song song vừa tính năng vừa lợi ích, đúng không ạ? Không bao giờ chỉ trình bày về tính năng, chỉ không bao giờ chỉ nói rằng sản phẩm của em là 10 TB, tốc độ vòng quay là 7200 vòng trên phút, rồi là bộ nhớ đệm là 256 MB, rồi bla 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 bla. Mình không nói về tính năng không. Được chưa? Rồi, bước số 6 là bước để chúng ta chốt sale. Sau khi chúng ta trình bày xong thì chúng ta sẽ chốt sale. Thì mình sẽ hỏi là anh chị mua 1 hay 2 bộ. Đấy, bởi vì cái bộ này là bộ đắt tiền thì mình sẽ mua 1 hay 2 bộ. Thường ấy, mua một bộ này là dùng yên tâm, dùng 2 3 năm là không phải mua nữa rồi. Đấy, cho nên là không phải là những cái sản phẩm khác. Có những sản phẩm là anh chị mua 100 hay 200 bộ, kiểu như vậy, thì nó có những sản phẩm tiêu hao rồi đấy. Thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu của khách hàng. Thì chúng ta không hỏi là anh chị có thích không, anh chị có mua không, mà mình hỏi sẽ là câu hỏi là yes và yes, tức là chọn một trong hai. Mua một bộ cũng vui, mà hai bộ thì càng vui đấy. Thì mình sẽ hỏi là anh chị mua một hay hai bộ đấy, hoặc là anh chị sẽ mua, anh chị sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hay tiền mặt đó. Thì đấy là cả một số câu hỏi mà chúng ta chốt sale. Và trong cái quá trình chốt sale ấy thì có một cái bước tiếp theo, đó là bước số 7. Đây là bước xử lý sự từ chối.
sau khi chúng ta chốt sale, khách hàng vẫn lưỡng lự, vẫn từ chối, thì chúng ta làm sao ạ? Bắt đầu xử lý sự từ chối. Khách hàng có thể nói là đắt quá. Rồi khách hàng có thể nói là gì ạ? Là cái này không đúng nhu cầu của tôi. Đấy. Một số người thì bảo là bây giờ chưa phù hợp. Có một số người bảo là tôi sẽ tìm hiểu thêm. Đấy. Thế thì họ tìm hiểu thêm thì mình sẽ hỏi là anh chị còn băn khoăn điều gì? Anh chị còn có điều gì thắc mắc? Em có thể hỗ trợ giải thích cho anh chị em. À, anh chị. Nếu một số người bảo là tôi đang so sánh xem cái giá không biết là nó có tốt hay không. Thì mình đã muốn bán hàng, mình đã gặp khách hàng rồi thì mình phải đưa cho khách hàng cái giá tốt nhất. Thì mình nói rằng là em sẽ cùng anh check giá ở trên thị trường. Anh muốn check ở đâu, em check cùng với anh. Chơi chiêu đấy. Thì khách hàng bảo là anh sẽ check trên Shopee, anh sẽ check ở trên website, trên Google. Và ok, anh em mình cùng check. Nếu như chỗ nào bán rẻ nhất thì em bán rẻ hơn chỗ đấy cho anh. Ok chưa? Tức là về giá, mình chơi chiêu này thì khách hàng chạy đâu được. Đúng không ạ? Chỗ nào bán rẻ nhất mình bán rẻ hơn. Miễn sao mình có lời là được. Đúng không ạ? Rồi, có một số người thì không tin về mặt chất lượng. Một số người thì tìm hiểu thêm về cái thông tin của công ty mình. Tức là khi mà anh chưa tin tưởng, tức là anh vẫn còn cảm thấy rằng là cái thông tin nó chưa đầy đủ, thì em sẽ cùng anh để tìm hiểu thông tin. Nếu mà công ty em thì em sẽ cung cấp cho anh những cái giấy tờ về pháp lý, giấy tờ về chứng minh về công ty em hoạt động như thế nào. Đấy, thì công ty em đã hoạt động bao nhiêu năm rồi, đã có doanh số bao nhiêu rồi, có bao nhiêu khách hàng rồi. Đây là một số phản hồi của khách hàng của bên em. Đấy, những khách hàng họ phản hồi như này. Đấy, những cái nhận xét của họ như này. Đấy, cái feedback của họ như này. Đấy, mình đưa ra rất nhiều cái feedback, gọi là những cái nhân chứng. Mình đưa ra những cái nhân chứng. Được chưa? Thì cái việc chốt sale với cả cái việc mà xử lý sự từ chối ấy, thì nó sẽ diễn ra liên tục. Tức là mình xử lý sự từ chối xong chốt sale, xong xử lý sự từ chối xong chốt sale, hoặc là chốt sale xong xử lý sự từ chối, nó cứ diễn ra liên tục như vậy. Thì cái việc chốt sale ấy, thì những cái người bán hàng đỉnh cao ấy, đó là cái người mà sẽ lựa chọn và họ phải cảm nhận. Cái điều này là cái điều mà rất là khó để mà đào tạo. Cái người bán hàng giỏi là cái người phải cảm nhận khi nào thì chúng ta cần phải chốt. Khi nào mà khách hàng thích rồi, khách hàng ưng rồi, cái trạng thái cơ thể khách hàng mở ra rồi và khách hàng vui rồi, khách hàng hào hứng rồi thì chúng ta phải chốt ngay. Và khi mà chốt sale xong ấy, khi mà chốt sale ấy thì đến cái bước số 8, đó là bước gì ạ? Bước ký hợp đồng hoặc là thu tiền. Thì cái bước này ấy là cái bước mà chúng ta gọi là đấu trí. Bước này là bước đấu trí. Đó là gì ạ? Khi mà chốt sale xong thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Đưa ra hợp đồng hoặc là gì ạ? Chỉ đơn giản là họ chuyển khoản hoặc là thanh toán tiền mặt. Đúng không ạ? Thì khi này ấy, là cái nếu mà chúng ta ký hợp đồng thì chúng ta chỉ đơn giản là đưa hợp đồng cho họ để cho họ đọc hoặc là để cho họ ký. Thì đến cái bước gọi là ký hợp đồng này, cái bước số 8 này, ký hợp đồng hoặc là thu tiền hoặc là bán hàng, thì cái bước này là cái bước đấu trí. Sau khi chốt sale xong thì chúng ta, việc của chúng ta đó là gửi số tài khoản nếu họ chuyển khoản, thu tiền mặt nếu họ chuyển tiền mặt. Anh chị trả tiền mặt hay chuyển khoản? Mà trả tiền mặt thì ok, ngồi chờ, đứng chờ. Nếu mà chuyển khoản, gửi số tài khoản, gửi số tiền, gửi nội dung cần phải thanh toán, cần phải gửi. Sau đó là gì ạ? Đóng miệng lại, không nói gì cả. Chốt sale xong thì không nói gì cả. Chỉ gửi thông tin để chuyển khoản hoặc là chờ để họ gì ạ? Đưa tiền cho mình, sau đó là gì ạ? Đến tiền. Trong cái quá trình đấy không nên nói gì cả. Càng cái người bán hàng mà thiếu kinh nghiệm ấy thì họ cứ sợ rằng là khách hàng chưa đủ thông tin lại tiếp tục nói tiếp. Và khi mà nói tiếp thì khách hàng lại bắt đầu băn khoăn, bắt đầu lại đặt ra câu hỏi và bắt đầu lại thắc mắc. Và cuối cùng đáng ra cái điểm mua hàng nó đến rồi, nhưng vì mình nói tiếp thì nó đi qua mất. Tức là cái trạng thái mua hàng của khách hàng lên đỉnh này, mình đưa khách hàng lên đỉnh rồi mà mình không chốt thì nó lại đi qua, nó lại đi xuống. Và nó lại gì ạ? Nó lại tuột mất. Giống như là mình câu cá, con cá nó giật cái cần câu xuống một cái thì mình phải giật lên.
con cá nó kéo xuống mình phải giật lên, nhưng mình không giật lên con cá nó ăn hết mồi, nó nhả cái lưỡi câu ra thì làm sao ạ? Thì lúc đấy không giật được nữa. Cho nên cái thời điểm để mà giật cái cần câu ấy, chính là thời điểm để mà gì ạ? Để mà chốt sale, thời điểm để mà bán hàng. Thời điểm đấy là thời điểm rất là nhạy cảm, nó chỉ trong một cái khoảng ngắn thôi. Như con cá nó tút cái phao phát là phải giật ngay. Đúng không ạ? Hoặc con cá nó đang rỉa này thì không giật được. Tức là khách hàng mà đang còn thắc mắc, còn câu hỏi, còn chưa thích ấy, con cá nó đang rỉa này, cái phao mới đang rung mà mình giật là sao ạ? Thì nó mất con cá, thậm chí nó mất cả mồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì khi mà tút một phát là mình phải giật. Nhưng mà tút một cái mà mình không giật thì sao ạ? Con cá nó lại nhả ra thì là mất. Đó. Cho nên là cái việc mà chốt sale nó chỉ trong một cái tích tắc, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, là chúng ta phải nắm bắt được cái tâm lý khách hàng và gì ạ? Và chốt sale. Và cái này ấy, thì không cách nào khác, đó chúng ta phải làm nhiều. Chúng ta làm nhiều thì chúng ta có kinh nghiệm. Làm nhiều thì chúng ta biết được cái thời điểm nào là cái thời điểm mà khách hàng lên đỉnh. Và lúc đấy là chúng ta gì ạ? Chốt sale vào lúc đấy. Đúng không ạ? Và chốt sale xong rồi thì sao ạ? Không nói nữa. Không nói nữa. Khóa cái mồm mình lại. Đúng không ạ? Đấy. Và chốt sale, thu tiền. Thu tiền xong. Ok. Lúc đấy lại nói tiếp, lại vui vẻ, lại nói tiếp. Ok không ạ? Đấy. Và đấy là cái bước cuối cùng ở trong 8 bước bán hàng. Và chúng ta có hai cái bước phụ nữa. Hai cái bước phụ này, tại sao nó là hai cái bước phụ? Bởi vì hai cái bước này nó diễn ra liên tục trong 8 cái bước kia. Liên tục trong 8 cái bước kia là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có hai cái bước phụ nữa, cho nên gọi là 8 cộng 2 vậy. Cái bước bước phụ số 1 đó là chúng ta sẽ có một cái quy trình đó gọi là xác thực chất lượng khách hàng, hay là lọc khách hàng, hay là qualify khách hàng. Tức là sao ạ? Từ khi chúng ta gọi điện để mà chúng ta, từ khi mà chúng ta lập danh sách, cho đến khi mà chúng ta gọi điện hẹn khách hàng, cho đến khi mà chúng ta xây dựng mối quan hệ, cho đến khi mà chúng ta tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cho đến khi mà chúng ta trình bày giải pháp, cho tới khi mà chúng ta gì ạ? Xử lý sự từ chối, cho tới khi mà chúng ta chốt sale, cho tới khi mà chúng ta gì ạ? Ký hợp đồng và bán hàng, thu tiền. Thì chúng ta liên tục lọc khách hàng. Chúng ta xem là khách hàng này có phải khách hàng của mình hay không? Khách hàng này có đủ điều kiện để chi trả hay không? Khách hàng này có nhu cầu hay không? Khách hàng này có nghiêm túc hay không? Khách hàng này có thực sự đáng để mình gì ạ? Để mình bán hay không? Bởi vì bán hàng ngày nay mặc dù là chúng ta rất là cần bán hàng, nhưng chúng ta sẽ phải lựa chọn đâu là khách hàng tiềm năng, đâu là khách hàng mơ ước của mình. Còn nếu như họ không phải là khách hàng của mình mà mình cứ cố kết bán hàng cho họ thì mình đau khổ, họ đau khổ. Cho nên cái bước lọc khách hàng này là bước xảy ra một cách thường xuyên, liên tục. Có rất nhiều người không làm được cái điều này, cho nên họ rất đau khổ trong việc bán hàng. Bán hàng là niềm vui, bán hàng không phải là nỗi đau khổ. Cho nên có một cái lựa chọn, đó là chúng ta lựa chọn khách hàng. Đừng bao giờ bán một cái sản phẩm mà chúng ta phải quỵ lụy khách hàng. Đừng bao giờ bán một sản phẩm mà khiến chúng ta phải gì ạ? Chúng ta không còn được là chính mình nữa. Mình bán sản phẩm xong bắt đầu mình quay ra mình chửi thằng khách hàng đấy. Không nên như vậy anh chị em. Mình thích cái khách hàng đấy thì mình bán, mình không thích mình có thể có quyền không bán, lựa chọn khách hàng khác. Chúng ta hãy có những khách hàng mơ ước của mình. Có những khách hàng họ không có tiền, đừng cố gắng bán cho họ. Những khách hàng không có nhu cầu, đừng cố gắng bán cho họ. Đơn giản họ không phải khách hàng của mình thì mình đi tìm khách hàng khác, có thế thôi. Thay vì cái thời gian công sức mình cố gắng bán cho cái người mà không có nhu cầu thì mình đi tìm được 2-3 khách hàng khác rồi. Thay vì mình bán cho khách hàng không có tiền thì chả kể cả sản phẩm tốt đến mấy chăng nữa thì họ cũng gì ạ? Họ cũng không mua. Đúng không ạ? Không phải là sản phẩm mình kém, chỉ đơn giản nó không có tiền thôi. Cho nên họ không mua. Họ bảo là tôi không có nhu cầu, thực tế là họ không có tiền. Mình biết là họ có nhu cầu rồi nhưng mà họ không có tiền cho nên họ không mua hàng. Và mình cứ cố kết bán cho họ, mình mất năng lượng, họ mất năng lượng. Họ không mua hàng thì họ cảm thấy đau đớn, mình không bán được hàng mình cảm thấy đau đớn. Cho nên cách tốt nhất đó là chúng ta gì ạ? Cho họ đi chỗ khác và dành cái thời gian công sức, cái năng lượng của mình đấy để đi tìm thêm 2-3 khách hàng khác. Như vậy dễ hơn. Đúng không anh em? Đó.
mình phải lựa chọn khách hàng nào ngon thì mình xơi, người ta gọi là hết nạc mới vạc đến xương. Có nhiều người cứ gặm xương. Một số anh chị em trong đội nhóm của Huy á, là khi họ mới vào là họ chưa học cái module này, thế là cứ bán hàng cho cái người không có nhu cầu. Mà cái thằng này em ghét lắm, nhưng mà nhưng cái gì ghét thì đừng có bán, không thích nó bán làm gì. Rồi cứ cố kiết mà anh giúp em ca này, giúp làm sao được khi họ không có nhu cầu, đúng không ạ? Đó, và cái vị thế của mình khi đấy là vị thế của mình đã thua rồi, mình thua ngay từ khi mà mình đã bắt đầu rồi. Thế thì bán làm sao được. Cho nên là cái khách hàng nào mình Huy bây giờ Huy chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi, tức là nghe họ kể với khách hàng đấy thôi, là Huy biết là cái vị thế của họ ở đâu. Và khi mà Huy biết vị thế của họ ở đâu ấy, là Huy biết được là tỷ lệ thành công của họ đến đâu. Rất là dễ, nghe họ kể về cái khách hàng đấy thôi là đã biết rồi, chứ còn chưa cần phải gặp khách hàng đấy. Chỉ cần nghe cái cách họ kể về khách hàng đấy thôi là Huy biết là họ có thể bán được hay không. Đó. Cái bước phụ số 2. Cái bước phụ số 2 đó là gì ạ? Đó là xin lời giới thiệu. Xin lời giới thiệu. Tức là trong cái quá trình chúng ta nói chuyện với khách hàng, đấy là cái quá trình là gì ạ? Hẹn gặp này. Chúng ta có thể nói rằng anh chị xem có bạn bè nào cũng có cái nhu cầu giống như anh chị không, thì anh chị mời họ đến cái cuộc họp, cái cuộc hẹn ngày hôm hôm tối này, hẹn gặp luôn để mà em trình bày cái giải pháp của em luôn đấy. Hoặc là nhỉ, trong quá trình tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hoặc là trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng mối quan hệ cùng với khách hàng, hoặc là trong cái quá trình mà chúng ta chốt sale, hoặc trong quá trình xử lý sự từ chối, hoặc là trong cái quá trình mà chúng ta bán hàng, hoặc sau khi chúng ta bán hàng, tất cả những cái bước đó chúng ta đều có thể là xin lời giới thiệu. Anh chị thấy ai có nhu cầu giống anh chị thì anh chị có thể giới thiệu cho em, anh chị có thể cho em xin cái contact, anh chị có thể kết nối với em với cái người đó, anh chị có thể giới thiệu rằng là em là cái người mà cung cấp cái giải pháp này cho anh chị để anh chị chia sẻ, và em sẽ là cái người liên hệ với họ. Đó. Thì cái bước phụ số 2 nó là cái bước gọi là xin lời giới thiệu. Đây là cái bước mà chúng ta phải làm liên tục trong suốt cái quá trình. Cho nên hai cái bước này nó được tách ra. Nó được tách ra là hai cái bước phụ. Đấy là lý do tại sao nó là trở thành cái công thức bán hàng 8 cộng 2. Ok không ạ? Và trong mỗi cái bước này, khi mà phân tích sâu vào trong cái bước này, thì anh chị em thấy nó có vô cùng nhiều những cái công thức, nhiều cái quy trình, nhiều cái biến thể, đấy, nhiều cái kinh nghiệm ở trong từng cái bước đó. Đó, và ngày hôm nay thì tôi xin phép chị chia sẻ sơ bộ như vậy thôi. Còn đi sâu để mà hiểu kỹ hơn từng cái bước thì Huy sẽ có những cái khóa học chuyên sâu, khóa học là 2 ngày, 1 ngày, 2 ngày để giúp anh chị em có thể hiểu được sâu hơn. Đó. Và ngay cả không cần học những khóa học chuyên sâu, anh chị em chỉ cần biết được 8 cái bước này là anh chị em đã có thể bán hàng, đã có thể chuyển đổi cái hệ thống bán hàng của mình để có thể gia tăng cái doanh số bán hàng của mình. Và khi mà anh chị em có thể thành công, anh chị em bán được hàng, anh chị em thành công khi áp dụng cái công thức này, thì anh chị em hãy chia sẻ công thức này cho người khác, và hãy lan tỏa cái giá trị để cho nhiều người có kinh nghiệm, nhiều người có cái kiến thức để mình có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên, cùng nhau thành công, đúng không ạ? Thành công mà cùng với nhau thì nó vui hơn. Ok không ạ? Rồi, Huy xin phép dừng cái chia sẻ của Huy ở đây ngày hôm nay.